Thấy thiền xếp sầu riêng cũng đẹp quá ha, ngay ngắn gọn gàng. Rồi cái tóc anh có mấy thẩm mỹ mà. Thái cơm nó không được vàng bằng hả? Không vàng bằng ri hả? Nhưng mà ăn nó lại béo luôn. Ui rồi, cái mũi này u nao nừng. Ba muối sầu riêng xứng đáng đồng tiền á. Dạ. Một muối 50 nha chị. Muối 50 đó. Này là bù hả? Cái muối này không phải là ri xấu nha anh, muối này là muối Thái nha. Vậy ăn cho nó quen, bữa nào ăn Thái nha. Như vậy là hôm nay có hai loại sầu riêng nha quý vị. Ri 6 là 100, Thái là 101. Có hai loại. Lúc xem tin là bày. Còn tí em lấy cái mới á, đá này hồi nãy em có cắt rồi phải không? Cái này thì vừa chín tới thôi. Đẹp quá hả? Đây cái muối nằm gọn hết. Cái này phải cắt nặng tay ha, đè nó còn thêm muối. Xem thiện khui nữa kìa. Trời ơi. Quá ngon đúng không anh? Quá đà luôn. Vỏ nó mỏng dính nè hả? Dạ, cái này vỏ mỏng, khuôn vàng. Hạt lép 80-90%. Này là ri 6 miền to nha mọi người. Ri 6 miền Tây Bến Tre, cảm ơn luôn. Đi xe hơi đến mua cả. Cần đi xe hơi lại mua.
từ hột sầu riêng. 348 ngàn. Này là bù hả? Cái muối này không phải là ri xấu nha anh, muối này là muối Thái nha. Vì ăn cho nó quen, bữa nào ăn Thái nha. Vì vợ anh thấy nóng mặt. 348 ngàn. Thấy bù mới bự quá. Chị thấy bù dữ quá có sao không chị? Thấy nhân viên mà bù dữ quá có sao không? Ở trong kìa, vô ăn đi. Thấy thiền xếp sầu riêng cũng đẹp quá ha, ngay ngắn gọn gàng. Rồi cái tóc ngành có mấy thăm mỹ mà 196 ngàn. Được cái nào chú chị? Thái cơm nó không được vàng bằng hả? Không vàng bằng ri hả? Ui rồi, cái mũi này u nao nừng. Ba muối sầu riêng xứng đáng đồng tiền á. Dạ. Một muối 50 nha chị. Muối 50 đó.